Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt lại iPhone mà không mất dữ liệu. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cài đặt chung. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào chuyển hoặc đặt lại iPhone. Rồi sau đó các bạn bấm vào Đặt lại. Rồi bước này các bạn bấm vào đặt lại tất cả cài đặt. Nhập mật mã của bạn thì bước này các bạn nhập cái mật mã của điện thoại iPhone các bạn vào nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái dòng chữ màu đỏ này, đặt lại tất cả cài đặt. Rồi các bạn bấm tiếp vào cái dòng chữ này, đặt lại tất cả cài đặt. rồi bước này các bạn đợi một chút cho điện thoại của mình nó khởi động lại nha rồi vậy là điện thoại của mình nó đã khởi động lại rồi nè bước này các bạn mở lên rồi bây giờ mình sẽ coi thử ứng dụng của mình nó có bị mất không nha đó thì những cái ứng dụng vẫn còn này và cũng như là ảnh mình vào cái phần ảnh để kiểm tra nha đó ảnh của mình vẫn còn này đây những cái ảnh và video của mình vẫn còn nguyên nha mình vào cái phần danh bạ để kiểm tra danh bạ của mình vẫn còn này đó vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đặt lại iphone mà không mất dữ liệu video của mình cũng dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé máy bay